Sau một đêm ngủ thì tàu nó di chuyển tới một cái địa điểm mới là Nassau, Bahamas, đảo Bahamas này. Đảo Bahamas này. Trên này có đây tàu mình đây. Đó, đây là cái cảng ở Nassau này, có hàng chục con tàu du lịch nó đậu trả khách vô đây. Đúng không? Mỗi một con tàu này là cả khách cả nhân viên là 10.000 người. Mà cảng này hiện tại đếm là thấy 10 con tàu như vậy đó. 10 con tàu cập bến đổ khách xuống đi chơi. Tức là 100, tức là 100.000 người trên 10 con tàu này. Tức là trong vòng 10 ngày là cái đảo này nó tiếp nhận 1 triệu khách. Nó tiếp nhận 1 triệu khách. Nên 1 tháng là nó được 3 triệu khách. Một tháng là người ta có 3 triệu khách ghé thăm đảo của người ta. Thế Việt Nam thì khách du lịch một năm chắc được 6 triệu. Tức là bây giờ cái đảo này nó chỉ cần 2 tháng. Chưa tính khách đi đường hàng không như thế này, chỉ chuyến tàu thôi đó. Trong vòng 2 tháng rồi khách tàu nó đổ bộ xuống là bằng du lịch Việt Nam, khách du lịch đến Việt Nam trong vòng cả năm. Mình cũng chưa biết là ở đây nó đẹp như cái gì, nó đẹp vào cái gì, xíu nó ra thành thành phố thì mới biết. Thì căn bản du lịch là chỗ nào có biển, chỗ đó sẽ đẹp. Chỗ nào có biển và nắng và gió thì là sẽ đẹp đối với người châu Âu. Đối với người Bắc Mỹ, người châu Âu. Đó là những điểm đến của du lịch. Còn lạnh thì là ở đâu cũng có gió, không chơi được. Đó. Vào trong nhà hàng ăn sáng này, bắt đầu nắng rồi.